Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với siêu thị Kim Quốc Tiến. Và chắc hẳn rằng nếu như những cái phong cách nội thất hiện đại đã khiến cho bạn quá nhàm chán như vậy thì tại sao không thử đến những phương pháp nội thất thật là cổ điển như trong video này vẫn giới thiệu hết. Ở đây thì mình đang có hai mẫu chậu rửa đặt bàn hay còn gọi mẫu lavabo đặt bàn được làm bằng sứ. Tuy nhiên thì mọi người có thể thấy được nó rất là đặc biệt. Ở mẫu đầu tiên thì đây là cái mẫu chậu sứ màu đen. Phần đặc biệt đó là nằm ở phía bên ngoài đây, mọi người có thể thấy những cái họa tiết nó được khắc rất là tinh xảo, được làm rất là tinh xảo, được đẹp mắt nè. Cái màu xanh sậm, xanh rêu nó nổi bật lên. Đó. Thì chậu nó sẽ là chậu giãn tròn. Mình sẽ đo thử cái chiều cao của chậu này nhé. Chậu này thì sẽ có chiều cao khoảng là 15cm và có cái đường kính đây 40cm. Thì ở đây thì mình cũng sẽ đo cái độ sâu lòng cho mọi người thấy. Đó. Bên trong lòng chậu sẽ là màu đen luôn. Ở đây thì cũng sẽ có cái lỗ để mà chúng ta đặt bộ xả vào. Đây. Còn ở phía bên này thì sẽ là một cái chậu nó màu nâu. Phía bên ngoài thì cũng sẽ có những cái hoa văn được làm rất là đẹp mắt, tạo điểm nhấn cho cái chậu rửa mặt này. Đó, mình sẽ đo thử chiều cao cho mọi người thấy nha. Chiều cao ở đây là 15cm. Đây. Và cái đường kính của nó là 43cm. Đây. Độ dài của cái chậu này nè là khoảng 13cm mọi người. Đó. Đây. Ở phía bên trong này thì chúng ta cũng sẽ có cái lỗ để mà chúng ta đựng cái bộ xả này. Đây. Thì với những cái mẫu chậu rửa đặt bàn không có lỗ vòi ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng những cái mẫu vòi cổ cao đặt lỗ, khoét lỗ ở bên ngoài và kết hợp chung với lại nhiều cái loại mặt đá hay là mặt gỗ như thế nào đó để cho tạo nên mỗi không gian hài hòa hơn. Để mà có thể biết thêm những thông tin chi tiết và cái thông tin sản phẩm cũng như là chương trình khuyến mãi thì mọi người có thể truy cập ngay vào link phía dưới nha. Và mọi người cũng đừng quên share video này trên trang cá nhân của mình để mà nhận được ngay những phần quà bất ngờ từ Kim Quốc Tiến. Và chào tạm biệt mọi người.